giới thiệu triển lãm sinh vật cảnh nha. Đang Việt Nam đang diễn ra tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam. Các bạn xem video của mình, nếu mà cảm thấy thích thì ấn vào sub đăng ký để ủng hộ mình nhá. Xin cảm ơn. Cây đẹp chưa? Cây đẹp không? Cây đẹp tuyệt vời luôn.